Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cường Thể thao Thế Mừng Đông Anh rất vui mừng chào đón các vận động viên chuyên nghiệp đến giao lưu cùng Cường Thể thao Thế Mừng Đông Anh và lắng nghe những chia sẻ của họ về các cái dòng vợt mà họ yêu thích. Xin chào Huyền. Cảm ơn em đã tham gia cái buổi giao lưu ngày hôm nay và rất cảm ơn em vì đã tham gia cái cuộc phỏng vấn nhanh với Cường Thể thao Thế Mừng Đông Anh. Là một vận động viên chuyên nghiệp đã thi đấu nhiều năm thì theo em thì cái dòng vợt nào mà đánh mà em thấy thích nhất? Trong thời gian mà em thi đấu cũng như tập luyện nhiều năm vừa qua thì em đã thử qua cũng như là thi đấu rất nhiều cây vợt, nhưng mà cây vợt em cảm thấy phù hợp với em nhất là cây vợt 94 TD của Lý Lính. Là một vận viên chuyên nghiệp thì đã sử dụng qua rất nhiều dòng vợt, thì theo Huyền thì cái dòng vợt nào mà phù hợp nhất với những người mới chơi hoặc những người mới chơi phong trào? Theo em thì với những người mới chơi phong trào thì cũng không nên quá coi trọng về việc mua vợt đắt tiền. Cũng có thể bên Li Ninh cũng có rất nhiều dòng vợt có giá tiền trung bình. Nhưng với những người mới chơi thì nên em khuyên là nên dùng những dòng vợt TF, ví dụ như 72TF, 92TF. Còn những người có mức trình độ khá trung bình trở lên thì có thể dùng dòng TD như 72TD hay là 92TD. Cảm ơn em đã chia sẻ những thông tin rất là bổ ích cho những người chơi phong trào. Trong thời gian mua hàng tại cửa hàng thì em cảm nhận như thế nào về chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng sản phẩm hay là sự đa dạng hóa về sản phẩm của cửa hàng? Trong thời gian đồng hành cùng cửa hàng thì em thấy thứ nhất là mẫu mã của cửa hàng rất là đa dạng, phong phú. Cái thứ hai là về chất lượng thì đều là mặt hàng chính hãng nên mọi người có thể yên tâm mua và sử dụng. Cái thứ ba là về dịch vụ cũng như tư vấn thì nhân viên hay là anh chị chủ cửa hàng đều rất nhiệt tình tư vấn cho khách hàng, không chỉ riêng mình em. Còn cái cuối cùng là về giá cả thì rất là hợp lý. Nói chung là về mọi điều thì em đều rất yên tâm về cửa hàng Thế Mừng Thế Bót. Cảm ơn Huyền rất nhiều và mong rằng là em sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp phát triển thể thao của mình.